tiên là em đi rửa chén cho anh. Em đi rửa chén cho anh. Quýt đợi. Dạ. Em đi rửa chén cho anh. Chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Yến Nhi TV. Và hôm nay lại tiếp tục cho series Nhi đi làm mặt time đây mọi người ơi. Lần trước thì Nhi đã đi bán sữa chua trên cao Hạ Long rồi. Và lần này thì Nhi quyết định chọn thêm một món mà Nhi cũng rất là yêu thích nữa, đó chính là mì cay. Và hôm nay thì Nhi đang ở 495 Thống Nhất Jun Noodle House. Và hôm nay chúng ta sẽ làm việc ở đây và các bạn hãy cùng theo chân mình xem đến hết video để xem là Nhi đi bán mì cay thì sẽ như thế nào nha. Ok, let's go. Đi nhận việc lần 2 rồi. Dạ, chào anh ạ. Em là nhân viên mới. Dạ. Dạ, em tên Nhi ạ. À. Ok, anh tên Long ha. Dạ. Là quản lý ở đây. Chắc là anh sẽ giới thiệu cho em một ít về quán của mình. Đây là khu vực quầy bar nè. Sau lưng em là bếp ha. Sáng thì phục vụ ở dưới đây thôi. Dạ. Còn tối thì có thể mở lên trên lầu nữa. Đầu tiên em sẽ làm được gì anh? Bây giờ em thích gì trước? Em muốn học món mì trước. Ok, thì mình thử thôi. Dạ. Ha. Dạ. Ở đây mình thoải mái mà. Giờ chắc vô bếp. Dạ. Ok. Bạn là nhân viên mới ha, bạn tên Nhi ha. Rồi chị gì mấy cái căn bản trước. Em học bếp đầu tiên đúng không? Dạ. Thì bây giờ em sẽ làm những công việc căn bản trước. Dạ. Thì đầu tiên là em đi rửa chén cho anh. Em đi rửa chén cho anh. Quýt đợi. Dạ. Em đi rửa chén cho anh. Mời em đi. Anh ơi. Kiểu trời thương hay sao á, họ hết chén để rửa à, anh ơi. Oh no. Thì bây giờ em bắt đầu công việc được rồi ha. Dạ. Một phần mì cơ bản. Dạ. Của món mì cay này chúng ta sẽ có là một ít nấm kim châm như thế này. Dạ. Hai búi blơ, 2-3 lát kim chi như thế này. Và 4 viên cá viên như thế này. Xong phần mì cơ bản. Em thử bóc một phần mì cơ bản như vậy cho anh được không? Lấy vắt mì nữa. Anh ơi, như vậy được chưa? À, kim chi, vậy anh ơi, hình chết giùm em vậy là ổn chưa? Bán vậy là hơi lỗ nha. À, tại vì em thích ăn nhiều nấm với lại kim chi cho nên okay, em bỏ nhiều. Vậy thì bây giờ mình sẽ bỏ thêm vắt mì vô nữa. Vậy này cho em nha mọi người ơi. Ok, sau vắt mì này thì chúng ta sẽ bỏ thêm một miếng bắp cải nữa. Dạ. Đó là xong một phần mì cơ bản. Dạ. Em đã bóc được cho anh hai phần mì cơ bản. Quán mình nó có hai món mới là món mì bạch tuộc và mì bề bề. Món mì bạch tuộc em sẽ bỏ thêm một phần bạch tuộc như thế này. Bề bề ở đây là tôm tích thì em sẽ bỏ phần tôm tích như thế này và hai miếng thanh cua. Vậy là hết. Vậy là đem ra cho khách luôn. À không. Bước tiếp theo thì phải đi nấu chứ. Trời ơi, anh tươi. Thì một muỗng nước ớt sẽ tương ứng với lại một cấp độ. Dạ. Nếu em muốn ăn cấp độ 1 thì sẽ là một muỗng như thế này. Dạ. Còn cấp độ 2 thì sẽ tương ứng với 2 muỗng. 1 sẽ là 1 muỗng như này, cấp 2 sẽ là 2 muỗng. Lèo. Bấm chuông là khách sẽ đem là phục vụ sẽ đem ra. Anh ơi, bây giờ ngoài mì thì em thấy mình còn có kim bắp này kia á. Em muốn học cuốn kim bắp được không ạ? Ok, thì bây giờ mình qua bên. Một muỗng mè trắng. Dạ. Và một muỗng mè đen. Như này. Khách kiểu muốn ăn kim bắp chiên á. Đây sẽ là bột để mình chiên kim bắp. Dạ. Đầu tiên mình sẽ bỏ phần kim bắp này vào đây. Dạ. Có hai lớp. Dạ. Rất được. Chia đôi nó ra. Ủa, cái này nó dễ cắt hơn mình nghĩ á. Ui, cái này mình thấy kiểu động tác phải dứt khoát á mọi người, chứ còn không là cái này nó sẽ sụi bà đùi theo cái đường cắt của mình luôn á. Bắt đầu làm việc thôi. Mới đầu vô mà mình chọn liền cái chỗ ở dưới bếp này thì mình có hơi căng quá không ta? Thì luôn á, hơi bị ngột ngạt á, mình cảm thấy không khí trong đây là mình kiểu bị tụt tất cả những gì cần tụt á mọi người. Tụt tất cả những gì cần tụt á mọi người.
rồi bỏ con giữa chợ luôn. Một con người thể lực yếu nhưng mà thích tìm tòi học hỏi, mọi người thích đi làm lắm. Mà sức khỏe mình kiểu không cho phép mình đứng chổng hay sao? Đứng một chút xíu cứ kiểu bị tụt đường, rồi tụt tất cả những gì có thể tụt được. Giờ chắc đi xin làm nước. Anh ơi, trời anh bị giật mình. Bây giờ em cảm thấy em không có hợp ở trong đó, chắc cho em chuyển một phần của em làm nước. Chắc chưa? Giờ là do mình Thảo ha. Dạ. Thảo sẽ chị Nhi làm bạn. Yeah. Nếu mà bình thường chị làm ở đây á thì khách sẽ gọi cái nước gì nhiều hơn à? Mấy em bé hay gọi là gì ưu đại dương nhất. Chắc là chị hướng dẫn cho em làm cái đó. Chắc sẽ dễ hơn, đúng rồi. Dạ, em muốn làm thử cái sữa chua trân châu á. Đây là đi, mình sẽ có hai cái ly này nha. Dạ. Kẹt, chị gửi em nha. Khi Nhi thấy hứng thú với bộ phận phục vụ. Chào chị ạ. Chào em. Dạ, bây giờ em muốn thử làm nhân viên phục vụ của chị. Dạ, em tên Nhi ạ. Ờ, chị tên Nhung, đây là cuốn menu của quán mình. Câu khẩu hiệu bên mình là Nhung xin chào khi mà khách vô quán. Khi mà khách vô quán, khách ngồi xuống bàn xong thì em sẽ cầm cuốn menu này và giới thiệu các món ở quán mình. Góc bên này em sẽ ghi tên của mình, đây là số bàn. Và em nên nhớ là mình sẽ hỏi cấp của khách. Khách ăn cấp nào thì em sẽ mở ngoặc và ghi cấp ra. Sau em sẽ cầm cái này và vô bàn thu ngân. Dạ. Thế thôi. Còn đây là cái tập về để khi em phục vụ cho khách và mang vô. Dạ. Rồi. Em cảm ơn chị ạ. Rồi. Let's get it. Chú xin chào ạ. Cho em gửi menu ạ. À, quán mình có món gì vậy em? Dạ, quán của em là có mì cay, ở đây là menu mì nước ạ. Còn phía sau này là mì khô, còn có nước với lại món ăn vặt ở bên đây. Dạ, chị chọn. Còn cái combo đó thì sao vậy? Dạ, cái combo này là combo chào năm mới á, là bao gồm có mì bề bề là mì tôm tích với lại một ly sữa chua trân châu Hạ Long. Hai cái này là bình thường sẽ là 80.000, khi mà gọi combo sẽ còn 65.000, áp dụng từ 31/12. Lấy cho chị một cái combo này nhưng mà chị không muốn lấy dừa khô với trân châu mà chị lấy thêm nhiều kem được. Cái đó là cái nước cốt dừa. Ờ, không lấy cái đó nhưng mà mình lấy thêm nhiều sữa chua được không? Dạ được, em vẫn có thể sửa được, em sẽ cố gắng. Còn cái mì cay này chị muốn ăn cấp mấy à? Cho chị một tô cấp 3 nha. Dạ. Cái này là tại vì chị không ăn được trân châu hay là sao ạ? Đúng rồi, vì dị ứng á. Dạ, chị để em nói lại rồi em bỏ ra cho mình nè. Ngoài ra chị cũng muốn gọi thêm nước chị không? Em có trà sữa, hồng trà với lại là sữa chua á chị. Ở đây có nước ép, hồng trà. Ở ngoài đây em còn có xiên que với lại lẩu nữa. Lấy cho chị một ly nước ép hai vị của Jun nha. Con có cái mì tương đen này kiểu của Hàn Quốc á cô. Cô có thể thử, tại vì nó không có quá cay á, nếu cô không thích cay. Cái cơm bắp xương xù. Dạ. Tạm thời như vậy thôi. Dạ, cho em đọc lại order là mình có một kim bắp chiên xù. Còn nước ép hai vị với lại cái combo bề bề cấp 3 với lại là sữa chua trân châu với nhiều sữa chua. Em nhớ là đừng quên chạy đi. A few moments later. Ủa em ơi. Dạ. Ủa chị ngồi đây nãy giờ rồi mà sao chả thấy nước hay đồ ăn gì nữa cho vậy? Em coi lại giùm chị với. Dạ, chắc ở dưới đang nhiều bill cho em cho xuống nhắc lại, em sẽ mang nước đá. Ờ lẹ đi chứ ngồi nãy giờ lâu lắm rồi. Ủa em ơi. Dạ. Nãy giờ sao vẫn chưa có mì vậy? Có nước rồi nè, trời ơi. Chị uống hết nước rồi, chưa thấy có mì còn. Dạ tại vì cô không cảm, tại vì đây đang là cuối tuần á, ở dưới nó hơi đông một xíu. Thế là con dạ xuống hỏi là cô rẹ đi nha, trời ơi. Cô có cái này truyền lên đỏ lắm nè. Cho em gửi mì cay bề bề trước ạ. Dạ, mình còn một phần sữa chua trân châu thì cũng muốn mang lên liền không hay là đợi ăn xong để ăn rồi. Dạ dạ dạ. Cho em gọi sữa chua. Dạ. Dạ. Tính tiền cho chị luôn đi nha. Dạ chị đợi em tí ạ. Cái chị là 155.000 à? Ủa em ơi, cái này hồi nãy chị dặn là không bỏ trân châu. Không bỏ trân châu, không bỏ trân châu. Oh my god. Ý là không lấy cái cốc này nhưng mà lấy nhiều kem á.
À là hình chị dặn em nhiều sữa chua không lấy cái này đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, chị để em đổi cho chị. Đây. Dạ, cho em gửi này. Trời ơi, đúng rồi. Đi làm cuối năm rồi, vậy là ăn hết luôn. Gom đồ về quê luôn em ơi. Lộn xà bần luôn, không hiểu. Cho chị gửi nha. Dạ được. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ. Dạ chú xin cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn. Amazing, good job em. Amazing, good job em. Trên Linh nhờ. Nhi là một người năng động. Mình làm việc với Nhi, mình thấy Nhi làm tốt. Chịu khó học hỏi. Sẽ là một nhân viên tốt của quán. Cực kỳ dạy bén đó. Nói chung thì Nhi hơi nhoi, gặp khách khó thì Nhi vẫn làm tốt. Như vậy là ok rồi. Các bạn nhân viên và anh quản lý rất là nhiệt tình. Chứ anh nói chuyện khô à. Mệt. Cái đầu tiên là em mệt. Em mới vô là lúc đó em chưa có ăn. Tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và tầm tưởng tượng của em. Nhưng mà trừ cái việc em mới vô học bếp mà bắt em rửa chén thì em không ngờ tới tình huống này. Nước đi mà em không thể làm được trước được. Chắc là em sẽ chọn phục vụ. Chạy lên chạy xuống giảm cân được. Em có thể tận dụng được cái khả năng nó năng của em á. Còn đứng bếp với lại đứng làm nước thì nó hơi khó với em xíu. Không tin luôn á, cái ly này mình đang uống sáng giờ chưa thầy chạy liền. Em cho anh ạ. Là lương ngày công của em đây. Mì cây vuông. Ủa, cái lương của em là có qua trợ lý em chưa? Qua rồi đúng không ạ? Lên lên!